Chiều 9 tháng 5 năm 2023, Toán Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây lừa đảo 150 người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Các bị cáo trong vụ án là Đinh Hồng Quang, 44 tuổi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Vũ Đức Minh, 41 tuổi, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hai bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng tháng 4 năm 2021, Đinh Hồng Quang cùng Vũ Đức Minh bàn bạc lừa đảo nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Cả hai đặt làm giả căn cứ công dân trên mạng, rồi mở tài khoản ngân hàng, lập mạng xã hội quảng cáo để tuyển người đi xuất khẩu lao động. Khi nạn nhân liên hệ, cả hai nhập vai, đại gia, mua sắm quần áo sang trọng, đeo vàng khắp người. Đồng thời, dừng chuyện mình có thể đưa người đi xuất khẩu lao động với hình thức tàu du lịch biển năm sao. Đường dây này cam kết đưa người đến Hàn Quốc mới thu tiền từ 8.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Quang và Minh đã hẹn các nạn nhân đến Hà Nội để khám sức khỏe, xét nghiệm COVID-19 với giá 5 triệu đồng mỗi người. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, hai bị cáo hẹn những người này vào thành phố Đà Nẵng. Hai bị cáo cho các nạn nhân lưu trú tại một khách sạn ven biển với lý do xét nghiệm COVID-19 trước khi lên tàu du lịch biển năm sao tại cảng Tiên Sa. Tại đây, Quang và Binh bịa lý do cần làm thẻ lên tàu và thu tiền ăn uống sinh hoạt trên biển với giá 300 đô la Mỹ một người. Sau khi các nạn nhân đưa tiền, hai bị cáo đã ôm tiền bỏ trốn. Sau đó, cả hai đã trốn vào thành phố Cần Thơ, vứt căn cứ công dân giả, cắt đứt liên lạc. Tổng cộng, Quang và Minh đã lừa đảo 150 người, chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Hồng Quang 23 năm tù, Vũ Đức Minh 24 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.